Chào các em. Trong buổi hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề ôn tập theo chuyên đề công, công suất. Chúng ta bắt đầu với câu số 1. Nếu gọi F là lực tác dụng, S là độ rời của lực, alpha là góc hợp bởi phương của lực và độ rời, thì biểu thức nào sau đây là biểu thức đúng của công cơ học? Phương án A, A bằng S cos alpha. Phương án B, A bằng F cos alpha. Phương án C, A bằng FF cos alpha. Phương án D, A bằng FS sin alpha. Thì đối với câu số 1 này, chúng ta có phương án đúng chính là phương án C, A bằng FS cos alpha. Câu số 2, gọi F là lực tác dụng, S là độ rời của lực, alpha là góc hợp bởi phương của lực và độ rời. Khi lực F cùng chiều với độ rời thì công của lực F có giá trị A lớn hơn 0, B nhỏ hơn 0, C bằng 0 và D nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thì đối với câu số 2 này, chúng ta có phương án ở đây chính là phương án A. Bởi vì khi F cùng chiều với độ rời thì lúc này góc alpha của chúng ta sẽ có giá trị đó là nhỏ hơn 90 độ và lớn hơn hoặc bằng là 0 độ. Và khi alpha nhỏ hơn 90 độ lớn bằng 0 độ thì chúng ta thay vào công thức A bằng FF cos alpha thì cos alpha của chúng ta sẽ dương. Cho nên dẫn đến công A của chúng ta sẽ lớn hơn 0. Câu số 3. Từ biểu thức của công A bằng FS cos alpha, trong đó F là lực, S là độ rời của lực, alpha là góc hợp bởi phương của lực và độ rời. Trong trường hợp nào sau đây alpha ứng với công của lực cản? Phương án A pi trên 2, phương án B alpha nhỏ hơn 0, phương án C, đây là phương án C là pi trên 2 nhỏ hơn alpha, nhỏ hơn bằng pi, và phương án D là alpha nhỏ hơn pi trên 2. Thì đối với câu số 3 này, chúng ta thấy rằng công này là công của lực cản. Công của lực cản cho nên chúng ta suy ra được là công A của chúng ta sẽ phải nhỏ hơn 0. Mà công A nhỏ hơn 0 thì dẫn đến chúng ta suy ra giá trị của cos alpha này nhỏ hơn 0. Và cos alpha nhỏ hơn 0 thì alpha của chúng ta sẽ là góc tù, tức là nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng pi và lớn hơn hoặc bằng lớn hơn pi trên 2. Vậy thì đối với câu số 3 này, chúng ta có phương án ở đây là phương án C, pi trên 2 nhỏ hơn alpha nhỏ hơn bằng pi. Câu số 4. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về công của lực? Ở đây chúng ta lưu ý là chọn phát biểu sai. Phương án A là đại lượng vô hướng. Phương án B có thể dương, âm hoặc bằng 0. Phương án C được tính bằng biểu thức A bằng FS cos alpha và phương án D là luôn dương. Thì đối với câu số 4 này, phát biểu của chúng ta sai ở đây là phương án D, hay nói khác D là phương án của câu này thì nó luôn dương là sai, bởi vì chúng ta có công cơ học thì có thể dương, âm hoặc bằng 0. Ta tiếp tục với câu số 5. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất? Phương án A là joule giây, phương án B watt, phương án C newton mét trên giây và phương án D là HP. Thì chúng ta có trong các phương án này thì chúng ta có này, phương án B watt thì đây là đơn vị của công suất rồi, đúng không? Phương án D HP thì đây là cũng là đơn vị của công suất. Vậy đến phương án C này, C là newton mét trên giây thì chúng ta có công suất tức thời còn được tính theo công thức là P chính là bằng F nhân với V, đúng không? P bằng F nhân V. Mà F là đơn vị là Newton, V đơn vị là mét trên giây. Cho nên phương án C Newton mét trên giây cũng vẫn là phương án đúng. Còn phương án A thì đây không phải là đơn vị của công suất, thì A này là joule nhân giây, không phải đơn vị của công suất. Bởi vì nếu như joule nhân giây thì dẫn đến P của chúng ta là sẽ bằng là gì? Joule là bằng công A, giây là nhân với thời gian t, p bằng a nhân t, thì đây không phải, đây là sai, không phải là công thức, đúng chưa? Ta tiếp tục đến câu số 6. Một người kéo một hòm gỗ
trượt trên sàn nhà bằng một sợi dây có phương hợp một góc 60 độ so với phương ngang. Lực tác dụng lên dây bằng 150 Newton. Công của lực thực hiện khi hòm trượt được 20 mét là. Thì đối với câu số 6 này, chúng ta sẽ sử dụng công thức là công A thì sẽ bằng F S cos của alpha. Và chúng ta thay vào, F ở đây là bằng 150 Newton, S ở đây là 20 mét. Cos alpha, cos ở đây alpha bằng 60 độ, nên cos của 60 độ. Và chúng ta sẽ tính được đối với câu số 6 thì nó chính là bằng 1.500 đơn vị là joule. Đây, câu 6 của chúng ta đáp án chính là đáp án C. Ta tiếp tục với câu số 7. Câu số 7, một vật có khối lượng 2 kg rơi từ độ cao 8m xuống độ cao 3m so với mặt đất, lấy g bằng 10m trên dây bình. Công của trọng lực sinh ra trong quá trình này. Thì đối với câu số 7 này thì chúng ta thấy ta cũng sẽ sử dụng công thức là A của chúng ta là bằng F S cos alpha, đúng không? Lúc này F của chúng ta chính là bằng trọng lực P, với này F chính là bằng P bằng mg, đúng không? Alpha thì chúng ta thấy rằng vật này rơi xuống và cái trọng lực P này cũng hướng xuống, cho nên dẫn đến góc alpha là góc hợp bởi lực và độ rời sẽ bằng 0. Alpha ở đây sẽ bằng 0 độ, đúng không? Vậy có hai cái này ta thay ở đây dẫn đến suy ra công A của chúng ta lúc này sẽ bằng F là bằng mg, đúng không? Nhân với S, S ở đây để tí nữa ta thay, ta tính con alpha là cos của 0 độ là cos 0 độ bằng 1. Và từ đây thì chúng ta suy ra được công A của chúng ta thay vào bằng m, m là 2 kg này, nhân với g, g đây là 10 này, nhân với s, s đây thì rơi từ độ cao 8m xuống độ cao 3m, để từ 8m xuống 3m thì quãng đường sẽ là 5m, 8 trừ 3 bằng 5, đúng không? Và đây chúng ta thấy là bằng 2 nhân 10 nhân 5 là bằng 100 đơn vị là joule. Vậy câu số 7 này chúng ta có đáp án ở đây chính là đáp án A. Tiếp tục với câu số 8, một chiếc xe chuyển động thẳng đều dưới tác dụng của lực kéo động cơ F bằng 10 Newton. Xe đi được quãng đường 36 km trong 1 giờ. Công suất trung bình của động cơ có độ lớn bằng. Thì đối với câu số 8 này thì chúng ta có công suất trung bình của động cơ P sẽ được tính là bằng A mà chia cho T. Đó, mà A thì bằng FS bằng F nhân với S. Trường hợp này thì chúng ta có lực kéo này cùng hướng với chuyển động nên góc alpha bằng 0, cos 0 bằng 1, cho nên nó bằng FS chia cho thời gian T. Bây giờ ta thay số vào thì nó chính là bằng F của chúng ta đây là bằng 10 Newton, 10 nhân với S, S của chúng ta là 36 km thì sẽ đổi ra mét thì bằng 36.000 đơn vị là mét, chia cho thời gian T, T ở đây là 1 giờ thì bằng 3.600 giây, cho nên chia 3.600. Và kết quả của câu số 8 thì chúng ta tính được thì công suất trung bình này nó chính là bằng 100 đơn vị là watt. Hay câu số 8 chúng ta có đáp án ở đây chính là đáp án B. Ta tiếp tục với câu số 9. Câu số 9 của chúng ta, một chiếc xe có khối lượng m bằng 100 kg chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ dưới tác dụng của lực kéo động cơ F bằng 50 Newton. Công suất tức thời của động cơ tại thời điểm t bằng 20 giây kể từ lúc xuất phát. Thì đối với câu số 9 này ta có này, công suất tức thời thì P được tính là bằng F mà nhân với vận tốc v, đúng không? P bằng F nhân v. Mà V vận tốc của chúng ta thì nó chính là bằng A nhân với thời gian T. V bằng A nhân T. Từ đây chúng ta suy ra công suất tức thời P sẽ bằng F nhân với A nhân với T. Ta lại có tiếp, đó là theo định luật 2 Newton thì A này lại bằng F mà chia cho M. Cho nên từ đây chúng ta có thể suy ra công suất tức thời P của chúng ta chính là bằng F này, đúng không? Rồi nhân với A, A lại bằng F chia M, cho nên nó sẽ là bằng F nhân với F chia cho M rồi nhân với
thời gian t, hay nó chính là bằng f bình phương chia m nhân thời gian t. Đấy, ta có công suất tức thời có thể được tính theo công thức như vậy. Bây giờ ta thay số vào bằng f bình phương, f của chúng ta là bằng 50, 50 bình phương chia cho m, m khối lượng là 100 kg, chia cho 100 nhân thời gian t, t của chúng ta bằng 20 giây nên nhân với 20. Và kết quả chúng ta sẽ tính được t ở đây chính là bằng 500W. 500 đơn vị là watt. Vậy đối với câu số 9, chúng ta có đáp án ở đây chính là đáp án C. Ta tiếp tục với câu số 10. Tiếp tục câu số 10. Một xe tải có khối lượng 2,5 tấn bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi đi được quãng đường 144m thì đạt vận tốc 12m/giây. Biết hệ số ma sát giữa xe và mặt đường là mi bằng 0,04, lấy g bằng 10m/giây bình, hiệu suất hoạt động của động cơ xe tải là. Thì đối với câu số 10 này, đầu tiên chúng ta sẽ có xe tải này nó chuyển động trên đường dưới tác dụng của bốn lực. Lực thứ nhất là trọng lực P thẳng đứng hướng xuống, lực thứ hai là phản lực N thẳng đứng hướng lên, lực thứ ba là lực kéo, ép kéo cùng hướng với chuyển động, và lực thứ tư chính là ép ma sát. Chúng ta có nó hoạt động dưới tác dụng của bốn lực trên. Và chúng ta có gia tốc của xe. Đầu tiên ta sẽ tìm gia tốc của xe. Thì gia tốc của xe của chúng ta là sử dụng công thức là V bình trừ V không bình bằng 2AF. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra V, gia tốc ta đang cần tìm, suy ra A chúng ta sẽ bằng là V bình phương chia cho 2S, do là V không của chúng ta bằng 0, vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều. Và có A bằng V bình chia 2S thì chúng ta thay vào dẫn đến A của chúng ta sẽ bằng V là ở đây là bằng 12m/giây, cho nên 12 bình phương chia cho 2 nhân S, S của chúng ta là 144. Và kết quả chúng ta thu được gia tốc A của chúng ta bằng 0,5 đơn vị là mét trên giây bình. Tiếp tục chúng ta sẽ đi tìm lực kéo của động cơ. Thì chúng ta thấy rằng cái xe này chịu tác dụng dưới, chuyển động dưới tác dụng của hai lực là lực kéo và lực ma sát. Cho nên chúng ta sẽ có là F kéo trừ F ma sát chính là bằng M nhân với vector A. Đúng không? Hay từ đây chúng ta suy ra F kéo của chúng ta sẽ bằng F ma sát mà cộng với M nhân với A. Đúng chưa? Chúng ta lại tiếp tục có này, mà này F ma sát của chúng ta lại được tính là bằng mi nhân N, mi nhân N. Nhưng chúng ta thấy rằng cái xe này nó chuyển động trên đường nằm ngang, cho nên N của chúng ta lại bằng gì nhỉ? Bằng P. Từ đây chúng ta suy ra F ma sát của chúng ta sẽ bằng mi nhân với P, mà P lại bằng M nhân G, cho nên bằng mi MG nhân với M nhân với G. Đúng không? Vậy ta thay số vào này thì nó bằng mi. Mi ở đây chính là bằng 0,04 nhân M. M ở đây là 2,5 tấn thì nó chính là bằng 2,5 nhân 10 mũ 3 nhân với G, ở đây bằng 10. Và kết quả chúng ta tính được, ta có F ma sát của chúng ta sẽ bằng là 1000 đơn vị là Newton. Đấy. Sau khi có F ma sát rồi thì chúng ta sẽ suy ra được F kéo. Thì F kéo của chúng ta chính là bằng F ma sát này, đúng không? Cộng với này M nhân với A. Người ta thay số vào, nó chính là bằng 1000 rồi cộng với M. M là 2,5 nhân 10 mũ 3 rồi nhân với A. A là 0,5. Và kết quả chúng ta tính được đó là ta có F kéo thì nó chính là bằng 2250 đơn vị là Newton. Vậy là chúng ta đã đi tìm được lực kéo của động cơ này, lực ma sát này, ta đã tìm được hai cái này. Bây giờ mục đích của bài toán là bắt chúng ta đi tìm hiệu suất hoạt động của động cơ xe tải.
Thì chúng ta biết rằng hiệu suất H thì nó sẽ bằng gì nhỉ? Công có x, A có x này, chia cho công toàn phần, A toàn phần. Mà cái công có x này thì nó chính là bằng công toàn phần chia cho công hao phí. Mà công toàn phần ở đây chính là công của lực kéo, cho nên bằng A kéo này trừ đi độ lớn của công của lực ma sát, A ma sát này. Rồi chia cho gì nhỉ? Công toàn phần là A kéo. Bây giờ chúng ta thay vào thì A lực kéo là bằng F kéo nhân với S, đúng không? A ma sát thì nó bằng trừ F ma sát nhân S, nhưng độ lớn cho nên nó cũng bằng F ma sát nhân S. Vậy trừ đi, đây sẽ là F ma sát nhân với S. Rồi chia cho gì nhỉ? A của lực kéo là chia cho F kéo nhân với S. Thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta rút gọn cái quãng đường S đi, chúng ta có thể suy ra được hiệu suất của chúng ta lúc này H sẽ bằng là F kéo trừ đi F ma sát rồi chia cho là F kéo. Đó. Và ta thay số vào, F kéo của chúng ta vừa tính là bằng 2250 trừ F ma sát là trừ cho 1000 rồi chia cho F kéo của chúng ta là 2250. Đấy. Và kết quả ở đây thì chúng ta tính được nó chính là bằng 0,5556 hay nó bằng 55,56%. Đấy. Vậy đối với câu số 10 này thì chúng ta có đáp án ở đây chính là đáp án A, 55,56%. Và câu 10 này cũng là câu kết thúc cái đề ôn luyện theo chuyên đề công và công suất.